giới thiệu một số vị thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan. Trước tiên ta sẽ tìm hiểu về khái niệm viêm gan theo y học hiện đại cũng như là y học cổ truyền. Thì theo y học hiện đại, viêm gan xảy ra khi các cái tế bào mô gan bị viêm và tổn thương, làm suy giảm chức năng gan. Tùy theo thời gian mắc bệnh thì viêm gan có thể chia thành được viêm gan cấp và mãn tính. Nếu mà các triệu chứng khởi phát đột ngột xảy ra trong thời gian ngắn, thường có thể vài ngày, vài tuần và dưới 6 tháng thì được gọi là viêm gan cấp tính. Nếu mà tổn thương gan mà kéo dài trên 6 tháng được coi là viêm gan mãn tính. Viêm gan mãn tính thì điều trị sẽ không khỏi nha các bạn. Bệnh viêm gan thì bao gồm các cái triệu chứng từ nhẹ đến nặng, gây các cái biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Các cái triệu chứng của viêm gan thì bao gồm rất là phong phú đa dạng. Có thể bao gồm chán ăn, sợ mỡ, sốt, mệt mỏi, nước tiểu, sẫm, ngứa da, vàng mắt. Nguyên nhân viêm gan rất là đa dạng, có thể là do virus, đặc biệt là virus là viêm gan B. Ngoài ra có thể gặp là viêm gan C, vân vân. Một số lý do khác như là lạm dụng bia, rượu, các cái thuốc mà bị thuốc, hoặc là nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, hoặc là do yếu tố về gen. Nếu như không được phát hiện và quản lý kịp thời, viêm gan có thể dẫn đến xơ gan, suy gan, ung thư gan và thậm chí tử vong. Theo y học cổ truyền, viêm gan nằm trong phạm vi chứng hiếp thống. Hiếp thống là chỉ chứng bệnh do mạch lạc không được nuôi dưỡng hoặc là mạch lạc bế tắc dẫn tới mạng sườn đau tức, đau hai bên ngực từ mà dưới hố lách cho tới sườn 12. Cái vùng mạng sườn chính là chỗ cư trú của can đờm. Do vậy cái chứng hiếp thống có mối liên quan chặt chẽ đến rối loạn chức năng của các cái tạng phủ là can và đờm. Can thì có chức năng là điều đạt, đờm có chức năng sơ tiết. Do vậy là khi mà can khí thăng giáng thất thường, đờm dịch sơ tiết bị rối loạn làm cho mạch lạc không thông, huyết ứ đình ngừng hoặc là kinh mạch mất sự nuôi dưỡng đều dẫn tới chứng hiếp thống. Đó là khái niệm về một số cái kiến thông tin về viêm gan theo y học hiện đại cũng như là y học cổ truyền. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về những cái vị thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan. Bên cạnh các cái vị thuốc điều trị đặc hiệu của y học hiện đại như là các cái thuốc kháng virus, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc khôi phục tế bào gan, thì hiện nay y học cổ truyền cũng có một số vị thuốc được chứng minh là có vai trò hỗ trợ điều trị viêm gan. Dưới đây là một số vị thuốc thường dùng. Đầu tiên là dứa dại. Theo y học cổ truyền, dứa dại có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng là làm ra mồ hôi, giải nhiệt, tiêu viêm và lợi tiểu. Dứa dại là cây mọc hoang ở nhiều nơi, trong dân gian thường dùng lá, hoa, quả và rễ. Dứa dại thường được dùng làm thuốc chữa một số bệnh như là đái tháo đường, tiểu tiện không thông, chảy máu chân răng, sởi, nhọt độc, bệnh trĩ. Riêng rễ và quả dứa thì có thể dùng riêng hoặc là kết hợp với một số thảo dược khác để điều trị bệnh viêm gan. Và theo kinh nghiệm dân gian, quả dứa dại thái mỏng, phơi khô, dùng từ 20 đến 30 gram sắc nước uống mỗi ngày để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Theo các nghiên cứu, quả dứa dại có tác dụng bảo vệ và khôi phục tổn thương tế bào gan. Bên cạnh đó, cái hậu quả của viêm gan và các cái tổn thương gan nói chung là ảnh hưởng đến quá trình tạo mật và bài xuất mật. Khi mà lưu lượng dòng mật giảm, thành phần dịch mật bị thay đổi sẽ tạo điều kiện cho quá trình viêm nhiễm ở đường mật và túi mật. Để tránh những cái hậu quả đó thì trong điều trị viêm gan người ta thường dùng thêm các cái thuốc lợi mật, và dứa dại chính là một trong những cái vị thuốc vừa có tác dụng bảo vệ gan vừa có tác dụng lợi mật. Các cái chế phẩm chiết xuất từ quả dứa dại vừa đảm bảo được cái giá thành phải chăng, vừa đáp ứng được hiệu quả tốt cho người bệnh. Vị thuốc thứ hai chính là cà gai leo. Cà gai leo tên khoa học là Solanum procambellula. Đây là một cái giống cây mọc tự nhiên ở nhiều vùng khác nhau của Việt Nam, và từ rất lâu trong dân gian nó được biết đến bởi công dụng điều trị các bệnh về gan, đặc biệt là viêm gan và xơ gan. Bộ phận dùng của cà gai leo là chính là phần trên mặt đất của cây cà gai leo. Cà gai leo là một trong những cây thuốc nam được đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh về viêm gan, chống xơ gan, giải độc gan và làm giảm hoạt độ của các enzyme như AST và ALT. AST, ALT này là chính những cái men mà thường các cái men mà khi mà có hội chứng hủy hoại tế bào gan. Cà gai leo là một loại thảo dược vừa có tính kháng khuẩn vừa có tính kháng viêm, được dùng nhiều với tác dụng là điều trị trong viêm gan do virus. Theo các cái nghiên cứu, sử dụng cây cà gai leo với cái liều 10g dược liệu khô trên 1kg thể trọng trên ngày có tác dụng bảo vệ gan thông qua làm giảm hoạt độ của AST và ALT và cholesterol toàn phần trong huyết thanh. Ví dụ thứ ba là cây kế sữa. Cây kế sữa hay còn gọi là cây artiso hoang dã
Đây là một loại cây đã được sử dụng hàng ngàn năm qua như một phương thuốc để chữa nhiều bệnh. Thành phần chính của chiết xuất quả cây kế sữa chính là một flavonoglycan được gọi là silibin. Silibin trong kế sữa chiếm nồng độ khoảng 50-70% trong quả cây kế sữa. Cây kế sữa từ lâu được sử dụng để điều trị một loạt các cái rối loạn chức năng gan, loạn túi mật và có tác dụng bảo vệ tế bào gan. Ngoài ra thì silibin trong kế sữa có đặc tính chống oxy hóa mạnh, điều chỉnh nhiều các con đường truyền tín hiệu tế bào, dẫn đến làm giảm các cái tế bào trung gian gây viêm. Vị thuốc thứ tư là uất kim. Theo y học cổ truyền, uất kim có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng là hành huyết phá ứ, giải khí giải uất. Uất kim là rễ con của cây nghệ vàng, cần phân biệt với vị thuốc hương hoàng. Hai vị thuốc này về bản chất thì đều có nguồn gốc từ cây nghệ vàng, nhưng mà hương hoàng là củ mẹ, còn uất kim chính là củ con. Công dụng của hai vị thuốc này cũng rất là khác nhau. Uất kim thì tính hàn, trong khi hương hoàng thì tính ôn. Uất kim chủ yếu tác dụng vào tạng phủ, chữa các cái chứng hiếp thống, viêm gan, chứng hoàng đản hay là vàng da. Còn hương hoàng chủ yếu có tác dụng là ngoài kinh lạc, chữa về các cái bệnh cơ xương khớp. Điểm mạnh nhất trong tác dụng của uất kim chính là hoạt huyết chỉ thống ở vùng trung tiêu, nên rất hay được ứng dụng trong các cái bệnh lý về dạ dày và gan mật như là vàng da, viêm gan, sỏi mật, viêm dạ dày tá tràng. Theo các nghiên cứu, thành phần chính trong vị thuốc uất kim chính là cucuminoid. Ba cucuminoid ba cucuminoid chính có trong rễ của uất kim chính là cucumin, dimethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin. Cơ chế bảo vệ tế bào gan của các cái hoạt chất cucuminoid là hoạt động chống oxy hóa và kích hoạt các enzyme giải độc và chống viêm. Ở trên đây là một số cái vị thuốc theo y học cổ truyền có tác dụng điều trị các cái bệnh về viêm gan. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.